Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cập nhật tình hình an ninh trật tự trên sóng truyền hình BRT. Hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 8, chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả và bình yên. Bây giờ là phần kết nối của ống kính an ninh. Thưa quý vị, mặc dù nhà nước đã ra nhiều văn bản quy phạm pháp luật nghiêm cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt, nhưng tại nhiều địa phương, tình trạng này vẫn đang ở mức báo động, khiến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển, sông hồ bị phá hoại nặng nề. Tại khu vực gần bờ biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đồn biên phòng Lăng Cô đã phát hiện và tạm giữ một tàu đánh cá để điều tra xử lý về hành vi khai thác giã cào trái phép. Tổ tuần tra của đồn biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đã mật phục và phát hiện tàu cá của thành phố Đà Nẵng mang số hiệu DNA 77111TS do ông Trần Bình ở thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng đang khai thác giã cào cách bờ biển thị trấn Lăng Cô khoảng 3,2 hải lý. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tàu để xử lý theo quy định. Thời gian qua, hoạt động khai thác giã cào sai tuyến, tiến sâu vào khu vực bờ biển Thừa Thiên Huế của tàu cá các địa phương diễn ra phức tạp. Điều này không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn gây bức xúc đối với ngư dân địa phương hành nghề khai thác thủy sản bằng ghe thuyền nhỏ khu vực ven bờ. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tiếp nhận công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về quê với điều kiện phải qua chốt kiểm soát dịch để thực hiện khai báo y tế và đi cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tìm cách trở về địa phương mà không qua các chốt kiểm soát, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng. Và mới đây, một vụ đưa người từ vùng dịch về qua mặt chốt kiểm soát y tế vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện. 6 người dân Thừa Thiên Huế đang làm việc tại Đà Nẵng đã vào trang Facebook Xe Ké Miền Trung để tìm đặt chỗ về quê, rồi liên hệ qua điện thoại với đối tượng Trương Thanh Minh tại thành phố Huế là lái xe, thỏa thuận đi từ Đà Nẵng về Thừa Thiên Huế với giá tiền 1.750.000 đồng một người một chuyến. Khi bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, mình khai nhận đã lái xe đi đường vòng, né các chốt kiểm dịch, thả khách đi bộ ven biển, rồi bố trí xe khác đón đi đường vòng tiếp. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chở 6 người dân từ vùng dịch về Thừa Thiên Huế, không qua kiểm tra y tế tại các chốt kiểm soát dịch. Chuyển sang ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại thành phố Phan Thiết. 6 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ sai phạm đất đai xảy ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gồm Đỗ Ngọc Điệp, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Trần Hoàng Khôi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Phạm Thanh Thái, nguyên trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lê Hồ Khải, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Trí, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết. Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ quyền hạn từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, những bị cáo này đã cố tình chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000 m2 làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Phan Thiết. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8. Thưa quý vị, hố ga mất nắp được che đậy sơ sài trở thành cái bẫy rất nguy hiểm với những người tham gia giao thông. Tại Bình Phước, sau khi báo chí phản ánh vụ việc nhiều hố ga mất nắp gây mất an toàn giao thông, đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần BOT đường DT741 đã kiểm tra và cho lắp đặt mới toàn bộ những nắp hố ga này. Khoảng 200 chiếc hố ga bị mất nắp tính từ đoạn ngã tư Đồng Xoài đến trạm thu phí Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa được lắp đặt mới. Công ty BOT còn cho nhân viên thu dọn hết số rác thải, đất đá tràn xuống lấp miệng hố suốt thời gian qua. Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, từ nay họ đã có thể yên tâm đi lại mà không còn phải lo lắng cho sự an toàn của mình vào những lúc trời mưa hoặc khi đêm tối. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng đã có văn bản chỉ đạo công an thành phố và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp nắp hố ga theo nội dung báo chí phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hình thức mua bán online càng phát triển mạnh. Và lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã nghĩ ra các chiêu trò lừa đảo người tiêu dùng để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh sự quyết liệt tăng cường kiểm soát của cơ quan chức năng, mỗi người dân khi mua hàng cũng cần thận trọng, sáng suốt để không trở thành nạn nhân. Tin tưởng vào những lời giới thiệu có cánh, hàng cao cấp nhập về từ Mỹ, bao kiểm định, người phụ nữ này
đã mua hàng chục món đồ trang sức với giá trị hơn 30 triệu đồng từ một trang fanpage bán hàng livestream trên Facebook. Thế nhưng khi nhận hàng thì hỡi ôi, toàn đồ chợ, chất lượng kém. Nghĩ là từ chính hãng, từ nước ngoài về đấu giá. Nhưng mà khi mà nhận được thì không có đúng như là lời cô nói. Tôi thấy về nó đen mà nó xài cũng không có được như là cô quảng cáo. Chung cảnh ngộ, một khách hàng đã phải bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để cùng với hàng trăm khách hàng khác làm đơn tố cáo fanpage có tên shop True Hand Fashion trên Facebook, địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với cách bán hàng mập mờ, kém chất lượng. Họ đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua hàng, nhưng đổi lại đều nhận những món hàng không đúng như thực tế, với giá cao gấp 3 đến 4 lần hàng bên ngoài. Điều đáng nói, khi khách hàng phản hồi với chủ hàng thì thường không được trả lời, lảng tránh, thậm chí còn bị đe dọa. Khi mà bọn mình lên tiếng thì bạn ấy hoặc là đe dọa khách hàng, hoặc là chửi, hoặc là đưa người đến tận nhà người ta, định vị IP để đưa tận người đến tận nhà người ta để dằn mặt. Cái tiệm thuốc bắc thì người ta nói cái này là quá bình thường, không có cái gì để mà từ nước ngoài cả. Thì cái đó là quá lừa đảo một cách trắng trợn. Trong bối cảnh hoạt động mua bán trực tuyến đang lên ngôi, không ít các đối tượng xấu đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo ra nhiều cái bẫy với người mua. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, nhưng việc xử lý và ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Cái website hoặc là một cái Facebook fanpage, người ta có thể mở ra rất là đơn giản và cũng có thể đóng lại cũng rất đơn giản. Và như vậy thì cái đối tượng nhiều khi chỉ tạo ra một trong thời gian ngắn để bán hàng giả. Thúc đẩy việc là đấu tranh đối với cả các cái ổ nhóm đối tượng mà tập trung vào những cái mặt hàng liên quan đến có sử dụng đến các mô hình thương mại điện tử. Mua bán hàng online, nhất là trong mùa dịch Covid-19, mang lại rất nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua. Tuy nhiên, để tránh tiền mất tật mang, người mua hàng cần phải tìm hiểu kỹ, chỉ mua hàng có đầy đủ thông tin về hàng hóa và đơn vị bán hàng. Đặc biệt, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.